Hãy theo đuổi ước mơ, không có gì là không thể. Ai ai nghèo mà chỉ cần bạn luôn nung nấu một ước mơ muốn nó trở thành sự thật bằng ý chí của bản thân và sự cố gắng của bản thân để thực hiện. Bạn đã từng nghe ai kể về sự thành công của ông Harlan Sanders có công thức món ăn tuyệt hảo cùng với nghị lực phi thường, đó chính là gà rán KFC. Ông đã theo đuổi ước mơ của mình và thành công khi đã 60 tuổi. Ngày nay, chỉ cần bước ra đường bạn sẽ không khó để tìm kiếm địa chỉ bán gà rán KFC của ông đâu nhỉ. Những bạn trẻ hãy vạch kế hoạch theo đuổi ước mơ của chúng ta ngay lúc ngồi trên ghế nhà trường, vì như thế bạn sẽ rút ngắn được đoạn đường đi đến ước mơ đó. Thay vì ước mơ quá xa vời, chúng ta hãy định hướng công việc yêu thích là ước mơ sau này để theo đuổi nó. Tại sao tôi lại nói vậy? Vì con người sống là để làm việc vì nhu cầu cơm, áo, gạo, tiền, cho nên hãy ước cho mình một công việc phù hợp mà mình yêu thích. Vì công việc chính là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời của mỗi người. Nếu bạn yêu thích, bạn sẽ vô cùng phấn khởi và tận tâm với nghề, và ngược lại. Hành trình theo đuổi ước mơ trở thành hiện thực không khó. Hiểu bản thân muốn gì và thích gì. Không ai hiểu bạn bằng chính bạn. Bạn hãy tự lập và tự suy nghĩ xem mình yêu thích công việc gì nhất và điểm mạnh của bạn là gì, để chúng ta xác định được ước mơ riêng mình. Đừng quá để ý đến những người xung quanh. Cuộc sống này là do chúng ta chọn, cho nên bạn phải có chính kiến của bản thân để vượt qua rào cản. Vì đôi lúc ước mơ của bạn sẽ không được mọi người tán thành bởi họ ca tin tưởng. Hãy chứng minh rằng bạn có lựa chọn đúng đắn bằng sự nỗ lực cố gắng của bản thân thật sự, bằng chính đam mê. Hãy theo đuổi ước mơ đến cùng bạn nhé. Bạn may mắn vì chúng ta còn trẻ có nhiều thời gian thực hiện ước mơ trở thành sự thật. Hãy vẽ lên kế hoạch của bản thân để chúng ta biết mình phải làm gì để đạt từng mục tiêu nhỏ và hướng đến mục tiêu lớn. Hãy cho mọi người thấy rằng ước mơ ngày hôm nay chính là cuộc sống của bạn cho tương lai. VIcoin cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chặng đường này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo nhé.